Em ơi. Dạ chị. Em có dòng hoa kiểng nào bền đẹp chưng được qua Tết luôn không em? Dạ em có loại Tarena rất là phù hợp đúng không chị? Hoa nở dạng hình cầu và có 3 màu, từ trắng chuyển sang vàng. Hoa màu vàng sẽ càng thơm đậm hơn. Hương thơm có mùi vani rất là ngọt ngào luôn. Không tin chị ngửi thử đi. Giống hoa này là cho hoa quanh năm luôn. Chị chưng từ đây tới Tết, hoa Tết vẫn có hoa bình thường. Khách nhà em mê lắm, họ trồng trang trí rất là đẹp luôn á chị. À em có thêm sự lựa chọn mới cho chị nè, là vàng hoàng gia nè chị. Hoa này vàng này nhìn lạ mắt quá chị ha, nhìn như là một chiếc chông chống tre vậy đó. Hương thơm rất là đậm luôn, càng về đêm thì hương sẽ càng nồng hơn đó. Cây xuyên hoa và thuộc dòng thân bụi lâu năm. Ngoài trong lam hoang rau, mình có thể trồng cổng vơm, hoa rủ xuống rất là đẹp đó chị. Hoa này màu trắng dễ thương quá à, bạch trầm hương hả em? Dạ, không phải đâu chị, đây là lài thái đó. Đây là dòng lài duy nhất cho hoa dạng chuỗi và hương thơm ngọt đậm, không giống bất kỳ giống hoa lài nào. Và cây cho hoa liên tục, từ hết đợt này đến đợt khác. Chị chân tết dòng này rất là sang trọng luôn đó. Hoa lài thái này đẹp ghê á, nhưng mà chị ngại đem về không biết cách chăm làm sao ra nhiều hoa được đó em. Dạ, vấn đề này chị cứ yên tâm nha. Lợi thế của Hàng Long Garden là luôn hỗ trợ và đồng hành khách hàng trong suốt quá trình trồng. Nếu chị có thắc mắc gì cứ nhắn tin là em hỗ trợ ngay cho chị nha.